Hello, học văn chị Hiên xin chào các bạn. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động cuộc thi trạm tri ân, học văn chị Hiên đã nhận được rất nhiều bài viết hay và ấn tượng. Chúng mình hãy cùng chị lắng nghe tâm tư của một vài bạn nhỏ nhé. Đầu tiên là bài dự thi đến từ bạn Wendy Anha. Nghề nhà giáo muôn đời vẫn vậy, tiễn trò đi là thấy vinh quang, một nghề cao quý đàng hoàng, mỗi năm một chuyến đò ngang gửi lòng. Nếu ai hỏi thành công bắt nguồn từ đâu, tôi sẽ trả lời là thầy, người mang đến cho tôi kiến thức và hành trang bước vào đời. Đấng sinh thành đã cho tôi một hình hài, thầy là người cha thứ hai cho tôi bao kiến thức. Thật hạnh phúc khi tạo hóa đã ban tặng cho tôi một sự sống. Bên cạnh đó là người luôn ân cần dạy dỗ, giúp tôi sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, luôn ngẩng cao đầu về một tương lai tươi sáng. Trong không khí rộn ràng trước ngày 20 tháng 11, lòng tôi chợt bồi hồi xao xuyến khi nhớ về những kỷ niệm trong ngày tháng bên thầy Tính, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A6 của tôi. Năm ấy, khi tôi còn học lớp 6, tôi có những kỷ niệm đẹp về thầy giáo chủ nhiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp 6, ngưỡng cửa của bậc trung học, có bao điều mới lạ, hấp dẫn đang đón chờ tôi khám phá sau cánh cổng trường khang trang ấy. Bao nhiêu bạn mới, bao nhiêu thầy cô mới, những kiến thức mới, và đặc biệt là những kỷ niệm đáng nhớ, để rồi giờ đây tôi có thể lật lại những trang nhật ký của mình, để một lần nhớ, để một lần thương, để một lần xúc động. Vào ngày khai giảng đầu tiên của lớp 6, một ngày trọng đại của đời tôi, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình, và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học trung học. Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nặng nề và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy tròn xoe cùng với một mái đầu cua. Đặc biệt, bọn học sinh lớp tôi chú ý nhất vào bàn tay thầy có nhiều cục dị dạng, trông rất ghê. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Biết học sinh chú ý đến ngoại hình, thầy vẫn ung dung bước lên bục giảng. Thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói: "Chào các con, thầy tên là Phạm Văn Tính. Thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt năm học lớp 6. Bước nền của cấp trung học cơ sở này." Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến. Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy phổ biến với cả lớp về nội quy của trường lớp, những điều mới mẻ của năm học trung học đầu tiên, để rồi chúng tôi có thể nắm bắt. Cách nói chuyện của thầy rất hài hước, lúc nào cũng khiến chúng tôi phải phì cười. Thầy thật vui tính. Sau đó, tôi cuối buổi, thầy hỏi: "Các em còn điều gì thắc mắc không nhỉ?" Cả lớp chúng tôi xôn xao, đùn đẩy nhau hỏi thầy về những điều bất thường trên cơ thể thầy. Lớp bàn tán lớn tới mức tôi tưởng như thầy cũng nghe được. Bỗng có một bạn mạnh dạn nói to lên: "Thầy ơi, sao tay thầy lại có những cục khó hiểu vậy ạ?" Thầy lặng lẽ cười. Lúc này tôi nhận thấy việc thắc mắc kia của mình hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đó chính là miệt thị ngoại hình. Ai mà lại không có những đặc điểm riêng của cơ thể mình mà không hề giống người khác? Chẳng hạn như vết bớt nhỏ ở trên khuỷu tay mà tôi muốn che giấu. Tôi cảm giác lúc này sâu thẳm bên trong trái tim thầy như có những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim mình vậy. Rồi thầy bắt đầu giải thích cho chúng tôi. "Thì ra những cục kỳ lạ trên tay thầy làm lớp mình thắc mắc cả buổi vậy à? Chả là trước đây, thầy được trường bầu làm tổng phụ trách, dạy thì ít mà chơi thì nhiều ấy mà. Chỉ có 3 đến 5 tiết tiếng Anh một tuần, còn lại thời gian của thầy để đi khảo sát quanh trường, cùng các bạn học sinh chơi thể thao. Thầy chăm chơi thể thao lắm, thầy cũng tổ chức, tham gia các phong trào rất nhiệt tình. Được là người duy nhất của huyện đạt giải tỉnh vì việc tích cực hưởng ứng cơ mà. Nhưng rồi, thầy làm tổng phụ trách suốt 20 năm trời, một trọng trách mà thầy cô trẻ trong trường rất muốn hướng đến, mà thầy lại giữ lâu cho riêng mình như vậy."
thì quả là xấu xa. Thế là thầy nhường cơ hội cho người khác. Và rồi khi không còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thể thao của trường nữa, dần dần thầy cũng lười đi, ăn nhiều hơn. Thầy vừa cười vừa gãi đầu. Cả lớp giục thầy nói tiếp. Sau đó, bỗng một ngày đi xét nghiệm tổng thể, thầy phát hiện mình bị út. Căn bệnh ấy đã để lại những triệu chứng trên cơ thể thầy thế này đây. Nhưng thầy không buồn đâu, kể cả khi biết các em vừa bàn tán, rồi thấy ghê về những dị dạng trên người thầy. Nhưng thầy cũng sẽ không trách các em. Thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh Yên Phú rồi. Bao kiểu học sinh thầy đều nắm rõ. Đặc biệt là những học sinh cá biệt ở mọi lứa, thầy đều chủ nhiệm qua rồi. Biết tính cách hết rồi, hiểu tâm lý hết rồi. Cũng đã bao người soi mói, chỉ trò, nói về những cục khó hiểu trên tay thầy. Nhưng thầy vẫn sẽ luôn lạc quan, chống chọi với bệnh tật. Chắc các em cũng biết, bệnh gút là bệnh đau khớp. Đặc biệt là vào những đêm đông giá rét, những cơn đau dữ dội, âm ỉ, tê tái cứ kéo đến. Nhưng sang đến, các thầy vẫn cố gắng đi dạy để truyền đạt kiến thức cho các em. Lúc này, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ai mà chẳng có những đặc điểm của riêng mình mà rất sợ người khác nói tới. Suy nghĩ của tôi vừa rồi quả là một hành động thật sai trái. Tôi thấy nhục nhã với lương tâm. Các bạn trong lớp tôi cũng vậy. Chúng tôi đã nhận ra việc mình làm là sai. Chắc hẳn nỗi bứt rứt ấy đã được bộc lộ qua đôi mắt còn non dại của lớp tôi. Để rồi, khi nhìn vào thấy thấu hiểu và rồi nở nụ cười động viên chúng tôi. Không sao đâu các em à, ai cũng có lần phải mắc lỗi sai, không ai là hoàn hảo cả. Nên các em hãy thoải mái lên nhé, không cần phải sợ thầy buồn đâu. Chỉ cần các em trước khi làm một điều gì đó, hãy nghĩ tới hậu quả, biết nghĩ tới cảm xúc của đối phương khi nghe được những lời không hay về ngoại hình của họ. Để rồi chỉ cần chung tay, mỗi người một ít, mỗi chúng ta hãy có ý thức hơn, thì thế giới này sẽ tràn ngập tình yêu và không còn một lời chê bai, chỉ trích xấu xa, độc hại nào nữa. Hãy cùng thầy thực hiện công cuộc cao cả, tốt đẹp và giàu ý nghĩa này nhé. Rồi trong lòng chúng tôi tưởng như có một động lực nào đó, để rồi cùng nhau hô to, vâng thầy, chúng em biết lỗi rồi ạ. Vẫn là nụ cười dịu dàng, hiền dịu ấy, thầy cười với chúng tôi không một lời oán trách. Quả là một bài học quý giá mà chúng tôi nhận được ngay ngày đầu tiên khai giảng cấp trung học. Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỷ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Thầy tính là người đưa đỏ miệt mài nhẫn nại, là người đã ươm lên trong tôi những mầm sáng để sau này thắp lên ngọn lửa của tình yêu cuộc sống trong mỗi chặng đường đời. Thầy cho chúng tôi những bài học đạo đức, nhân cách trên chặng đường đời vô cùng quý giá. Những ngày tháng bên thầy sẽ mãi trở thành ký ức đẹp nhất trong những năm tháng thanh xuân mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chị có thể cảm nhận được những tình cảm chân thành nhất mà Wendy Anha đã gửi đến người thầy của mình. Mong cho tình cảm thầy trò cao quý ấy sẽ mãi rực sáng cùng thời gian nhé. Tiếp theo là những tình cảm của bạn Nguyễn Thị Ánh Dương gửi đến cô Lan, người cô đã ân cần dạy dỗ khi Dương mới bước chân vào lớp 1. Con đỏ mộc, mái đầu xương, mãi theo ta khắp muôn phương mai này. Khúc sông ấy vẫn ngày ngày, thầy đưa tiếp những đỏ đầy qua sông. Chiều dần buông theo áng mây trôi hững hờ, những người lái đò bên sông kia vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chờ những đợt khách cuối cùng sang sông. Mồ hôi họ đã rơi trên những tấm ván đỏ cũ kỹ. Nhìn cô lái đò má ửng hồng, như đâu đây là hình ảnh của thầy cô hiện lên. Tóc thầy bạc vì bụi phấn, mắt cô đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, như người lái đò chở khách qua sông, từ thế hệ này đến thế hệ khác, đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, và mở ra là cả hoài bão, mơ ước. Làm sao ta có thể trả hết bao nhiêu là ân tình, ân nghĩa mà thầy cô đã dành cho ta? Vì thế, cứ mỗi lần tháng 11 lại ùa về, đến cái ngày mà mỗi học trò đều nhớ về thầy cô của mình. Đó là ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tôi chẳng dám gửi từng tin nhắn ngọt ngào hay những bó hoa tươi thắm, mà chỉ lặng lẽ viết ra lời cảm ơn đối với cô thầy của mình mà thôi. Lúc ấy,
Tôi từng nhớ đến cô Lan, người cô đã ân cần dạy dỗ tôi khi mới bước vào lớp 1. Nghĩ đến cô, tôi nhớ về chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa gió, nhưng là buổi chiều đầy yêu thương nhất. Một ngày như bao ngày khác, tôi vẫn cứ đi học bình thường như mọi khi. Đột nhiên trời chuyển gió mạnh rồi kéo mưa đến. Tôi cứ đứng đợi mẹ mãi ở một góc trường với thằng Sơn, đứa tôi ghét nhất vì cứ mãi chọc ghẹo tôi. Bỗng một giọng ấm áp gọi: "Chưa về hả con?" À, thì ra là cô Lan. Cứ thế trời tối đen như mực. Cô vì sợ chúng tôi gặp nguy hiểm nên đã dẫn chúng tôi về. Trong đầu tôi cứ nghĩ, sao cô lại dẫn thằng Sơn về chứ? Nó học chẳng ra sao mà còn phá được cơ mà. Cô như đọc được suy nghĩ của tôi, cô nói với giọng trìu mến thiết tha: "Chúng con à, chúng con phải biết yêu thương nhau như cô yêu chúng con vậy." Lúc đó cái suy nghĩ tôi ghét Sơn lại bay mất đi. Mà tôi đã học được bài học, đó là sự yêu thương lẫn nhau. Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi vội tạm biệt cô. Tôi đã cảm ơn cô rất nhiều. Nhìn hình bóng cô bước đi chập chững trong cơn mưa, trong cái đường trơn kia, lòng tôi sao cứ vừa vui lẫn buồn. Vui vì cô là cô của chúng con, đã dành hết tình yêu thương cho chúng con. Buồn vì tất cả chúng ta có hiểu cô không, có yêu thương và trân trọng cô không. Tôi biết trong vạn học trò, có lẽ thầy cô sẽ không nhớ đến tôi, nhưng tôi vẫn nhớ từng ánh mắt dạy dỗ trìu mến ấy, những bài giảng hay ấy, bởi lẽ nó sẽ trở thành hành trang quý báu giúp tôi vững bước trên con đường đời. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, dù bao mùa lá cứ rơi, thầy cô đã đến như muôn ngàn tia nắng, đã soi bước em trong cuộc đời. Cảm ơn thầy cô vì những cái ớ đầu đời, vì những tiếng dạ thưa, vì những bài học tử tế để làm người. Vào những lúc tôi viết những dòng chữ này, tôi chợt hiểu, chúng ta hãy nói đến thầy cô những lời cảm ơn, tri ân sâu sắc nhất khi tóc thầy còn chưa bạc trắng cả mái đầu, khi mắt cô vẫn còn tinh anh và khi ta vẫn còn thấy họ khỏe mạnh hàng ngày. Bởi một khi họ đã rời xa ta, những lời nói đó dường như là quá muộn màng mất rồi. Một dòng đời, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ. Muốn qua sông phải có đò, đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Cảm ơn người đã lái đò hay, ơn này trỏ mãi ghi trong dạ, người đã giúp con vượt đắng cay. Nhưng ngày 20 tháng 11 này, chúng em xin gửi đến thầy cô những lời cảm ơn chân thành nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc tất cả thầy cô được nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe trên con đường giảng dạy và tiếp tục trèo lái những chuyến đò thân thương kia vượt qua đại dương kiến thức mênh mông của nhân loại ngoài kia. Lời thầy cô chắc cái cho con vững bước con đi trên đường đời, dù thời gian dẫu có đổi thay, lời thầy cô con sẽ mãi không quên.